Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Hôm nay, qua xét nghiệm gần 40.000 lượt người đã phát hiện 109 ca mắc mới COVID-19, giảm gần một nửa so với ngày hôm qua. Trong đó có 50 ca cách ly tập trung, 20 ca cách ly tại nhà, 34 ca trong khu phong tỏa và 5 ca cộng đồng. Riêng quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn không có ca mắc trong cộng đồng. Quận Thanh Khê cũng đã triển khai kiểm soát chặt chẽ điểm nóng tại phường Tam Thuận. Tổng cộng ca mắc từ ngày 10 tháng 7 đến nay là 3.766 ca. Hôm nay các địa phương đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng đợt 4. Theo quyết định mới đây của Bộ Y tế thì sắp tới Đà Nẵng sẽ được phân bổ thêm hơn 108.000 vaccine phòng COVID-19. Việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân được đảm bảo với nhiều cách làm mới, linh hoạt, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hôm nay số ca mắc có giảm nhưng không vì thế mà chủ quan. Các biện pháp cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, nhất là đối với các khu vực kiệt hẻm, đồng thời quyết giữ vùng xanh. Chúng ta phải phát động mạnh mẽ và thực hiện cái phong trào giữ vùng xanh. Và tôi đề nghị đồng chí chủ tịch có hẳn một cái cơ chế thưởng cho các cái địa phương đơn vị mà giữ được vùng xanh trong bao nhiêu ngày đấy. Nhưng trong đó nó có một cái việc mà tôi cũng đề nghị là cái cơ chế về việc tiêm vaccine. Rõ ràng là chúng ta để bảo vệ vùng xanh thì nhiều cái biện pháp, thì trong đó có cái biện pháp về việc tiêm vaccine. Thì rõ ràng là những người dân ở vùng xanh chúng ta cần phải bảo vệ, chủ động bảo vệ bằng việc tiêm vaccine. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục chú trọng việc lấy mẫu xét nghiệm, khắc phục triệt để tình trạng tập trung đông người, chờ đợi để xét nghiệm, cũng như quy trình kỹ thuật lấy mẫu phải đảm bảo đúng quy định. 3 lần lấy mẫu xét nghiệm rồi mà trường hợp đấy vẫn xét nghiệm lại thì vẫn khi chúng ta làm đại trà 100% những người trong hộ gia đình hoặc là có các cái biểu hiện ho sốt thì lại dương tính. Thì tôi cho rằng một trong những nguyên nhân rất cơ bản đó là chúng ta đã không lấy đúng, lấy sát với cái đối tượng chúng ta cần lấy đại diện. Và cũng không loại trừ có cái việc là chúng ta đã để sót lọt các cái đối tượng, nhất là cái việc trốn tránh cái việc lấy mẫu. Bí thư Thành ủy đánh giá cao các đơn vị địa phương đã chủ động nguồn cung ứng để đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân và đề nghị cần tiếp tục duy trì đảm bảo hiệu quả. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu duy trì test nhanh, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Chúng ta cũng phải tăng cường hơn nữa cái việc kiểm soát người vào thành phố, chúng ta phải test nhanh và không bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào. Thì cái này đề nghị lực lượng công an, y tế, các địa phương á và phải chú ý. Chứ bên trong chúng ta làm rất mạnh nhưng bên ngoài mà chúng ta sơ hở một xíu là rất khó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương đảm bảo chặt chẽ yêu cầu phòng chống dịch tại các chợ truyền thống vừa hoạt động trở lại. Đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch và thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân thành phố trong thời gian giãn cách. Thành phố cũng phát động phong trào giữ vùng xanh, đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục phát động phong trào hỗ trợ người dân khó khăn. Ngành y tế rà soát để tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch ở cơ sở.